Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của sở trường laptop 24h.com. Kiểm tra tốc độ mạng thì sẽ giúp các bạn nắm bắt được các cái thông số này, giúp các bạn hạn chế tối đa cái trường hợp rủi ro mà bị mất kết nối mạng khi các bạn học tập này hay khi các bạn làm việc. Không những thế thì việc mà kiểm tra tốc độ mạng thì sẽ giúp các bạn có thể là đánh giá được xem là với cái tốc độ mạng như vậy nó có xứng đáng với cái số tiền mà các bạn bỏ ra để mua cái gói mạng hay không. Và trong video ngày hôm nay thì sửa chữa laptop 24h.com sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu một vài cách để có thể kiểm tra được cái tốc độ mạng của nhà các bạn nhé. Cái đầu tiên là chúng ta sẽ kiểm tra tốc độ mạng thông qua các cái trang web. Với những bạn mà ưa thích cái tiếng Việt và kiểm tra nó dễ dàng ấy thì các bạn có thể click vào cái đường link mình để dưới phần mô tả sau đây. Bạn có thể truy cập vào cái trang web mình để dưới phần mô tả của video. Sau khi các bạn nhấn vào cái nút bắt đầu ở trên trang web này, nó sẽ cho biết các bạn đang sử dụng cái tên mạng là gì, cũng như là địa chỉ IP công cộng, rồi là các cái tốc độ tải về này hoặc là tốc độ tải xuống trên cái trang web này. Cùng với đó thì nó cũng cung cấp cho chúng ta các cái thông số như là độ trễ mạng này. Để kiểm tra cho chính xác nhất có thể thì các bạn có thể tắt toàn bộ những cái ứng dụng đang kết nối mạng của các bạn đi và chỉ để lại một tab web duy nhất này và nhấn vào phần kiểm tra để nó cho lại cái thông số cũng như các cái tốc độ mạng nó chính xác nhất. Cái trang web này thì nó cũng tương thích với tất cả các cái kết nối băng thông rộng, ví dụ như là mạng di động này, rồi là các cái mạng cáp quang, mạng wifi. Các bạn có thể sử dụng bất cứ một cái mạng nào và vào cái trang web này để kiểm tra. Ngoài cách truy cập vào cái website ấy, thì các bạn cũng có thể vào để tải các cái app. Ví dụ như ở đây thì nó sẽ hỗ trợ các cái thiết bị là Android để kiểm tra cái tốc độ mạng của các bạn. Số 2 thì là một trang web mà rất là nhiều bạn có lẽ là đã thử test qua rồi, đó chính là trang web là SpeedTest. Đầu tiên thì các bạn có thể truy cập vào cái trang chủ của cái SpeedTest này và sau đó các bạn có thể chọn cái vị trí đặt server mà SpeedTest khuyên bạn nên dùng. Sau đó thì nó sẽ thử nghiệm cái tốc độ mạng kết nối internet từ máy bạn đến cái vị trí server đó. Dựa vào đó thì nó có thể biết được cái tốc độ gửi và nhận dữ liệu trên đường truyền internet của các bạn là bao nhiêu. Sau khi các bạn nhấn vào cái mục Go này thì một đồng hồ tốc độ sẽ xuất hiện và trên đó nó sẽ bắt đầu hiển thị cái tốc độ là download này, sau đó là đến upload, rồi là đến các cái thông số như là độ trễ mạng. Cái quá trình này thì nó sẽ mất một vài phút hoặc là có thể vài giây tùy thuộc vào cái tốc độ đường truyền mạng của bạn. Quá trình kiểm tra tốc độ mạng hoàn thành thì các bạn sẽ thấy một cái giao diện như hình dưới đây. Bảng thống kê thì nó sẽ có toàn bộ những thông số từ upload, download rồi là độ trễ mạng trên đây. Và với cách làm này thì các bạn hoàn toàn có thể kiểm tra chính xác được các cái tốc độ kết nối mạng internet của nhà cung cấp dịch vụ như là FPT, Viettel hoặc là VNPT mà các bạn không cần thông qua các cái modem hoặc là router wifi. Tiếp theo thì có thể là không nhờ vào các cái trang web nữa mà chúng ta sẽ sử dụng các cái hộp thoại command prompt trên máy tính của chúng ta. Và để kiểm tra được bằng cái command prompt này thì các bạn cần thực hiện những cái câu lệnh sau đây cho mình. Đầu tiên thì các bạn có thể mở menu start và nhập từ khóa command vào cho mình. Sau đó các bạn có thể mở command prompt dưới dạng admin. Sau khi cái cửa sổ command prompt nó xuất hiện thì các bạn nhập cái dòng lệnh sau đây cho mình. Cái dòng lệnh mình cũng sẽ để dưới phần mô tả nhé. Toàn bộ những dòng lệnh thì các bạn có thể copy dưới phần mô tả của video. Lệnh trên thì nó sẽ hiển thị cường độ tín hiệu mạng của các bạn dưới dạng phần trăm này. Mọi chi tiết về mạng wifi đang kết nối và bộ điều hợp mạng được thu thập và trình bày theo dạng bảng cụ thể dưới màn hình. Như các bạn có thể thấy ở màn hình thì mục là signal này nó chứa phần trăm chất lượng tín hiệu và bộ định tuyến wifi của bạn. Nếu dưới mức phần trăm này thì các bạn có thể thay đổi các vị trí router của bạn xem nó có cải thiện được hay không, hoặc thiết bị kết nối, sau đó các bạn có thể kiểm tra lại các cái cường độ tín hiệu xem. Cách số 2 thì các bạn cũng có thể kiểm tra cái cường độ tín hiệu wifi bằng cái power cell. Đầu tiên thì các bạn có thể là vào cái mục tìm kiếm và tiếp theo thì các bạn có thể nhập vào cái mục là power cell cho mình và tiếp tục cũng cho chạy dưới quyền admin. Trong cái cửa sổ PowerShell này thì các bạn cũng nhập dòng lệnh sau đây cho mình. Cái lệnh PowerShell trên thì nó sẽ hiển thị cho các bạn các cái cường độ tín hiệu Wi-Fi tương tự như là trong cái hộp thoại command prompt. Và trên đây thì là hai cách để có thể kiểm tra tốc độ mạng, đó chính là thông qua trang web hoặc là thông qua các cái hộp thoại command prompt. Và để tìm hiểu kỹ hơn thì chúng ta sẽ đi đến cái cách thức mà cái phần mềm cũng như các cái tính năng test tốc độ mạng này nó hoạt động. Nó sẽ dựa trên ba cái yếu tố. Đầu tiên là về tốc độ ping mạng này, thứ hai là tốc độ tải về và thứ ba là tốc độ upload. Ping rate thì nó sẽ là tỷ lệ ping đo cái độ trễ mạng. Đây sẽ là khoảng thời gian một cái gói dữ liệu được thực hiện gửi thông tin đến một cái máy khác rồi nhận lại cái thông tin phản hồi. Độ trễ cao thì nó sẽ gây ra hiện tượng bị lag.
cũng như là điều mà các bạn chắc chắn không muốn gặp phải khi các bạn chơi game, nhất là với những cái tựa game online. Tốc độ ping lớn hơn khoảng tầm 150 ms thì nó có thể gây cái đến hiện tượng giật lag khi chơi game. Với cái tốc độ tải xuống ấy thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cái quá trình mà các bạn tải các cái gói dữ liệu từ trên các cái trang web hoặc là từ các cái thiết bị khác xuống. Nó sẽ được đo bằng tốc độ là megabit mỗi giây. Tốc độ upload thì nó sẽ cho biết tốc độ các bạn có thể tải dữ liệu lên. Chẳng hạn như các bạn muốn sao lưu file hoặc là tải một cái file nào đó của bạn lên đám mây rồi là các cái dịch vụ lưu trữ trực tuyến ấy, thì nó sẽ yêu cầu rất là nhiều cũng như phụ thuộc rất là nhiều vào cái tốc độ upload này. Và trên đây là một vài cái chia sẻ nhanh của sở chữa laptop 24h.com tới các bạn về cách để có thể kiểm tra được cái tốc độ mạng. Hy vọng với những cái chia sẻ trên của sở chữa laptop 24h.com sẽ giúp các bạn có thể là khắc phục được cái tình trạng gián đoạn mạng trên máy nhà các bạn nhé. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy đừng quên để lại cho sở chữa laptop 24h.com một like và một subscribe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.